Xin chào mọi người, hôm nay mình quay vlog. Mình đang dọn cặp, mình sắp được đi về. Này đây là váy, này đây là vóc, này đây là những đóa hoa. Ngày xa rồi đây, mình trời đến váy. Cả một vườn hoa nhi, một vườn cùng gió, một vườn cùng lá, một vườn cùng những khung cảnh. Đôi mắt anh lên, niềm hạnh phúc sân thủy. Em có muốn buông nhẹ một phí. Ngừng ngừng tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết khen nàng thật xinh. Trời màu xanh xanh mây nắng chưa lành. Làm sao giữ tâm hồn tôi vây hoa như xinh. Má ơi, trời ơi. Rồi. Bây giờ lên lên cái chỗ cuối để cho các bạn để tiếng quay về lâu. Với những con cá vậy anh lên niềm hạnh phúc sau con cuối cùng năm tay để ra phố đông đồng quy nè trái tim tôi đậm thiên tha mang con phố cứ trải nhu cầu của người lớn năm tay em đi như vậy khi nào mới mẻ thấy nhu cầu đi học trời màu xanh xanh mây nắng trong lành nàng mặc váy kia hoa trắng ngược lại làm cho mắt môi đẹp tươi làm sao giữ tâm hồn tôi bay hoa như xinh trên trời có triệu vì sao cũng không thể sánh bằng đôi mắt nàng dưới đất hàng triệu con người nhưng tôi chỉ muốn một mình yêu thôi tại sao mọi thứ lại ra từ ngày khi mà đôi ta đã yêu chơi đẹp đôi vòng quay em thích gì và em muốn gì cứ nói đi giúp tôi sẽ chiều để em được vui tôi sẽ làm cứ như xin chào mọi người, hôm nay mình quay vlog. Mình đang dọn cặp, mình sắp được đi về. Bây giờ còn sớm nên mình sẽ dẫn bạn, mình chở bạn chút qua bên khu trống đồng. Bạn chút sẽ trả 2.000 tiền gửi xe. Phải lấy tiền xe ôm chứ xe gì vậy? Tiền xe ôm 50.000. Nhớ này nè, qua đó lấy xe ôm tao 14.000 cái bánh giò. Ủa, đúng rồi, bây giờ vì mà tôi chở bạn không cho tiền thơm đi tôi. Tại bạn không đòi. Thôi. Có cô vô mình chết trời. Bi bi bu bu gì nói gì. Thế rồi nó mất điện thoại rồi. Cả một vườn hoa đi. Đôi vui cùng gió, đôi vui cùng lá, đôi vui cùng những khung ca. Đôi mắt anh lên, niềm hạnh phúc sân thì. Em có muốn uống lại cà phê. Quay quên kìa. Nước cơm hay chân không tắt ai tắt đèn luôn. ý là kiểu tụi bé có tiền mà tụi bé không biết luôn á, tao nhắn tin cho từng đứa tin nó có tiền. Thì là sao suy tâm hồn tôi bày hoa như gì? Ai tính ra cái cục mình nó tung dưới cái gì vậy mà? Quay đi, vô chổng quay đi. Người ta bắt riêng tư. Riêng tư. Cái này có ai không? Vì mô hồn lơ lửng giữa những đám mây. Từ ngày có em đời đẹp biệt mây. Những đám mây quay. Đôi vui cùng gió, đôi vui cùng lá. Đôi vui cùng với những câu ca. Đôi mặt anh lên, niềm hạnh phúc sân thì. Bây giờ mình đang đi kéo Phương Quỳnh ra cái bến xe chống đồng. Phố đông. Trái tim tôi đau. Mang con phố cũ trải dài để được nắm tay em đi mãi mãi. Giờ mày cầm đi mi vô. Ủa? Đây là một người bạn không thân thiết gì mấy tụi mình. Cho mắt môi đẹp tươi làm sao giữ tâm hồn tôi bay hoa như xinh. Trên trời có triệu vì sao cũng không thể sánh bằng đôi mắt nàng dưới đất hàng triệu con người nhưng tôi chỉ muốn một mình yêu thôi tại
Xuyết tâm hồn tôi về hoa nhi xinh.